Vâng, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì em sẽ xả cho cô chú một chiếc xe. Tại em xả để em lấy tiền, em chuẩn bị mở thêm một chi nhánh nữa. Em lấy tiền em trả bảng hiệu nha, em trả bảng hiệu. Em xả cho anh chị con xe này lấy tiền để trả bảng hiệu với số tiền chỉ là 28 triệu đồng mà thôi. Tên em nó là Daewoo Smartix, sản xuất đời 2004, đăng ký là 5 chỗ ngồi với phiên bản là số sàn đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, kiểm định thì còn tới tháng 4 năm 2025 chúng mình mới gặp lại nhau. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về chiếc xe này, coi em nói như thế nào nha. Cái giá này giá em xả để em lấy tiền em trả bảng hiệu nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào đúng tay đúng chân thì xin alo cho em nha. Đó, trước sự màn hình của mình thì một em mang một lớp sơn rất chi là đẹp luôn, màu xanh nha anh chị nha, rất là sạch sẽ nha anh chị. Bản số đang đeo là bản số Sài Gòn 51H50090. Đây anh chị nè, đi một vòng cho quý anh chị xem. Đây, sạch sẽ ha. Len keng lộng lẫy, len spen thì không thể len keng được, nhưng nói chung là con xe này thích hợp cho anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa chạy vòng vòng ha. Đây, nói chung là nước sơn cũng rất là sạch ha. Bốn cái vỏ thì còn được chung cũng được coi như là 70-80%. Em nó sở hữu ga lăng đúc nha anh chị nha, ga lăng đúc. Đây, nội thất ở bên trong thì em nó sở hữu một dàn ghế nỉ rất là xịn sò anh chị. Đó, anh chị nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nghiệp ha, sở hữu nhanh con xe này nha. Với số tiền chỉ có 28 triệu thôi. Đây. Tập bê tập lô nè. Sạch sẽ, vân viết vẫn còn nổi, rất chi là ok. Kêu chỉ cho con này nó có lem nhem tí xíu. Xe cũng đã được dán phim cách nhiệt lên về che mưa nha anh chị nha. Bốn tay nắm cửa nè, mạc chrome nè, đi viền inox nè, nhìn cũng rất xinh xắn và xịn sò nha anh chị. Tắp bi nè, rất là đẹp nha anh chị nha. Tắp bi nhìn vậy chứ cũng rất là sạch sẽ nha. Đây. Mặt bàn thờ này như không? Vân nổi nè, ok chưa? Em nó sở hữu một dàn ghế nỉ. Đây có một cái ghế nỉ này nó bị rách tí xíu nè. Nhưng cái này không sao cả anh chị ha. Về kiếm ập lên dán vô ha. Được không? Con này đào trần bọng thì trần da. Đây kèo cục trụ A trụ B nguyên bản theo nhà sản xuất ha. Nói chung xe này thì anh chị lấy về chỉ việc chạy thôi, chẳng làm gì đâu. Đó, em xả em lấy tiền để em chuẩn bị em khai cho em khai trương thêm một cái chi nhánh mới, em trả tiền bảng hiệu nha cô chú anh chị. Em lấy tiền để em làm bảng đó, mấy hôm nay hết tiền rồi anh chị. Đó, mở thêm chi nhánh là hết tiền luôn rồi đó anh chị. Cô chú nó ủng hộ giúp em cái nha. Và tí xíu nữa em cũng xả luôn chiếc Innova luôn nha cô chú anh chị. Nó gom tiền để trả tiền mặt bằng với lại là mấy cái lặt vặt rồi. 28 triệu chiếc đầu tiên chờ quý anh chị. Tập bê tập lô hết tiền rồi xả nhanh cho anh chị nha. Đó anh chị nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp thì cái xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 nha. Đây tập bê này vậy thôi, ok chưa, quá đẹp cho một cuộc tình luôn đó. Nội thất nỉ, ghế tài vẫn ok nha, ghế tài không có rách nha của chú anh chị. Rồi bước vào bên trong hệ thống, bên trong thì phiên bản là số sàn nha anh chị nha. Xe có hỗ trợ một dàn nhạc nè, đây mà màn hình tập bê tập lô sạch sẽ nè, vô lăng nè, ok cho anh chị. Mặt bằng thờ rất sáng ha. Rồi em sẽ nổ máy cho quý anh chị cô chú các bạn tham khảo nha. Xe này thì máy lạnh anh chị khỏi suy nghĩ nha, em bao anh chị luôn, lạnh không như Đà Lạt hả, tặng xe luôn nha, lạnh như là lạnh như Đà Lạt luôn. Tay lái trợ lực nè, đèn còi xi nhan đầy đủ nè, các kiểu con là điệu nha anh chị. Đó, xe này một ngày anh chị chạy 100-200 cây số là bình thường nha. Hai kính đằng trước là hai kính chỉnh điện anh chị ha. Đó, đang hoạt động rất là bình thường nha. Đó, hai kính đằng sau là hai kính quay tay, cửa nẻo đóng rất là khít. Xe này thì đăng kiểm là còn chính xác là em nó còn tới tháng 4 nha, tháng 4 năm 2025 là đăng kiểm, đời 24 là đăng kiểm được 1 năm nha anh chị nha. Đèn bọc rất sáng. Đây, máy móc nè, khô ráo sạch sẽ nha, máy nổ rất ngon nha anh chị nha. Ok chưa? 28 triệu đồng thôi. Đó, xe này anh chị tìm cái giá này không có đâu nha. Thì chẳng qua hôm nay em xả. Đó, em xả để em lấy tiền, em lo công việc. Đó anh chị ha. Quá đẹp luôn, quá đẹp trong một cuộc tình luôn mà có 28 triệu đồng thôi. Rồi, quay cho anh chị hệ thống dàn khoang gầm nè. Gầm bẹ nè anh chị ha, rất đẹp. Ok chưa? Đó, gầm nè, sexy nè, ngon lành cả đào không? Hai cái ba đời sông nè, vậy không? Lường clip nè, ok chưa? Đó, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Daewoo Smartix sản xuất đời 2004 với số tiền chỉ có 28 triệu đồng thôi. Đó, anh chị tìm cái giá này tìm bao nhiêu là giá rẻ bất ngờ. Tại vì do em đang cần tiền á, em xả để em lấy tiền em làm công việc mới có cái giá này thôi anh chị. Chứ bình thường á là con này phải bán là 30 mấy triệu nha anh chị nha. Đây, ở đằng sau nè, bánh sô cô có luôn, anh chị thấy không? Ok chưa? Đó, ngon lành cành đào. Nó lấy về anh chị chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi. Anh chị không nghe lầm đâu nha, chỉ có 28 triệu đồng là trả thẳng luôn nha, chứ không có góp nha. Đó, anh chị đưa em 28 triệu là em bàn giao giấy tờ cho cô chú anh chị ha. Rồi cứ anh chị chạy. Đó, anh chị nào thiện chí thì alo cho em, còn quý anh chị nào ở xa thì xin vô lòng alo cho em. Rồi em có tài xế ship tận nhà tận giường cho cô chú anh chị nha. Còn anh chị nào ở khu vực miền Bắc thì xin vô lòng nhận xe tại bến xe Mỹ Đình hoặc là Đông Anh, Hà Nội. Vâng, xin chào và hẹn lại quý anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn.